Một chế độ dinh dưỡng cân bằng khoa học trong thời gian mang thai sẽ đóng vai trò quan trọng, quyết định cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Đặc biệt trong thai kỳ, có một số loại thực phẩm mẹ bầu cần kiêng ăn để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con. Vậy đó là những loại thực phẩm nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay những điều sau nhé! 1. Thức ăn mặn. Mang thai là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với các khớp xương của chị em phụ nữ. Một số khớp xương mới được hình thành nhanh chóng so với trước khi mang thai. Quá trình này sẽ giải phóng ra các kim loại nặng đã được tích lũy trong hệ xương nhiều năm qua, trong đó có chì. Trong suốt hơn 9 tháng thai kỳ, hàm lượng chì trong máu sẽ tăng cao. Khi bạn tiêu thụ muối natri, thậm chí sẽ tìm cách bài tiết bớt lượng natri này, đồng nghĩa với việc một lượng lớn canxi trong cơ thể sẽ được đào thải theo natri. Đây là tình trạng hoàn toàn không tốt cho phụ nữ mang thai. Bạn không cần phải kiêng kem muối, nhưng nên tránh những món ăn quá mặn, vừa để bảo tồn lượng canxi có trong hệ xương, vừa bảo vệ con yêu khỏi sự xâm hại của chì. Chất chì dù ở hàm lượng rất nhỏ trong hệ tuần hoàn của người mẹ cũng có thể ảnh hưởng xấu tới thai nhi. 2. Kiêng các thức ăn có thể chứa nấm hoặc vi khuẩn. Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Do đó, tốt nhất là nên tránh tất cả các loại thức ăn có thể không an toàn cho mẹ và thai nhi. Cần tránh tất cả thực phẩm sống, những thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, món ăn để lâu hâm lại. 3. Cà phê và các loại thức ăn thức uống chứa caffeine. Caffeine đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ sinh non và trẻ sinh nhẹ cân. Vì vậy, mẹ bầu cần tránh sử dụng các sản phẩm có caffeine khi mang thai nhé. Nếu bạn bị nghiện cà phê, bạn chỉ nên uống ít hơn một ly cà phê mỗi ngày, tốt hơn là cà phê sữa. 4. Tránh xa thức ăn có hàm lượng cao acrylamide, PPA và các chất độc hại khác. Các chất này đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra có cân nặng và chiều cao kém hơn, chu vi vòng đầu nhỏ hơn cũng như có thể dẫn tới các vấn đề về hành vi của trẻ ở những năm sau này. Acrylamide có thể xuất hiện ở trong các thực phẩm được chiên nướng lâu ở nhiệt độ cao, ví dụ như khoai tây chiên giòn. Sau đó chị em nên hạn chế các món ăn này, khi chế biến thức ăn cũng không nên chiên nướng quá lâu. 5. Các loại viên uống bổ sung cho thai phụ khác với quy định của bác sĩ, đặc biệt là những loại chứa hàm lượng cao. Không phải cứ ăn nhiều uống nhiều chất dinh dưỡng là tốt cho mẹ bầu. Khi bạn nạp quá nhiều, một thành phần nào đó có thể gây hại cho em bé trong bụng. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các mẹ bổ túi thêm những lưu ý về các loại thực phẩm nên tránh khi lên thực đơn dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Chúc các mẹ có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông nhé!